Xin chào Huyền Trang, xin chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Trời Sinh Một Cặp. Ngày hôm nay thì Phương cảm thấy rất là vui khi được quay trở lại. Và thêm một cái điều nữa là Phương thấy khỏe lắm mọi người ơi. Tại Phương ngồi đây chứ không phải giống như là lần trước áp lực lắm luôn. Nhưng bây giờ ngồi đây thì mình sẽ tận hưởng giống như một khán giả thôi. Cho nên bây giờ cảm thấy thoải mái lắm. Anh nghĩ là chưa chắc đâu. Dạ. Trông vậy thôi, chưa chắc ngồi đây đã thoải mái lắm đâu. Tại vì một lát nữa em nghĩ là cái phần chấm điểm thì nó khó đúng không? Đúng rồi, rất căng thẳng đấy em ạ. Em làm đội trưởng này cùng với thí sinh. Có những cái gì mà em mong mỏi nhất từ giám khảo thì hôm nay em có thể nhường lại những cái phần đó cho các thí sinh cùng các đội trưởng. Em mong lúc đó em có mong một điều ở điểm tối đa anh. Ok, đã hiểu rồi. Tức là hôm nay em chỉ cho điểm tối đa thôi đúng không? Vậy được không anh, có kỳ không ạ? Không. Anh Nghi Tuấn thì rất hiểu tâm lý từ những vị đội trưởng đến những vị giám khảo. Không biết là trong những ca khúc nhạc phim mà chị Ái Phương đã thể hiện thì chị có dấu ấn nhất với ca khúc nhạc phim nào ạ? Trong những ca khúc nhạc phim mà Phương đã từng được thể hiện thì có lẽ là ca khúc Lặng Yên trong bộ phim truyền hình Lặng Yên Dưới Vực Sâu. Đó là một dự án hết sức là ấn tượng. Và điều đặc biệt nữa là khi mà em hát bài hát này của nhạc sĩ Dương Trường Giang á, thì em ở thành phố Hồ Chí Minh em thu phần của em, Bùi Anh Tuấn ở Hà Nội thu phần của bạn ấy. Và cho đến khi ca khúc này được gửi rộng rãi đến mọi người là em chưa từng thu trực tiếp với bạn một cái ngày nào hết. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy cũng rất là bất ngờ. Và khi nó lên phim nó lại mang cho mình một cảm giác khác nữa. Cho nên hình ảnh và âm nhạc có sức cộng hưởng đặc biệt lắm. Dạ. Và hy vọng rằng là với kinh nghiệm thể hiện những ca khúc nhạc phim thì ngày hôm nay chị sẽ có những cảm nhận chân thật nhất về những thí sinh của chúng tôi. Cảm ơn chị Phương rất nhiều.